trong số 25 công ty tôi đã đầu tư và hỗ trợ thì nhiều bạn không chỉ đã thành công ở Việt Nam mà bắt đầu mang những sản phẩm dịch vụ ra khu vực. Chính vì thế thì ở Việt Nam không có lý do gì mà để các bạn trẻ là bị giới hạn bởi cái tham vọng và ước muốn xây dựng những công ty lớn để cho cả khu vực và thế giới thấy rằng là người Việt vẫn có thể làm được những sản phẩm không chỉ cho người Việt dùng mà cho các bạn ở các nước khác họ sử dụng đến. Và đấy là lý do tôi mong muốn giúp cho các bạn trẻ tạo ra những sản phẩm dịch vụ mà không chỉ mang lại cái giá trị cho cộng đồng người Việt Nam mà mang lại những giá trị đấy cho các nước Đông Nam Á. Startup về công nghệ nên có tham vọng lớn, tuy nhiên phải bắt đầu từ những việc nhỏ và thực tế. Đừng quá chú trọng vào ý tưởng, thực ra là ý tưởng nó đã tồn tại ở đâu đấy. Quan trọng nhất là cái ý tưởng của mình có phục vụ cho một nhu cầu của cộng đồng lớn hay không. Sản phẩm dịch vụ thay đổi rất kỳ nhanh chóng, các bạn phải linh động trong việc thay đổi chính mình. Các bạn có chính kiến nhưng nên tập trung vào cái giá trị cốt lõi mình mang lại cho cộng đồng thay vì những chức năng của cái sản phẩm đấy. Trang chỗ Trang thì anh thấy Bách với lại các bạn về báo cáo là duty chỗ Trang là một trong những cái duty dễ nhất, bởi vì là của Trang là nó rất là clear. Lúc đầu em cũng không hiểu duty là gì, tại sao phải có cái đó và người ta cần mình làm gì ở trong quá trình đó. Nghĩa là sau khi lên truyền hình bắt tay thế là xong rồi đấy. Không phải là em nghĩ như vậy là xong, một là em không biết cái từ đó.